Thưa quý vị, Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á 2022 lần thứ 16 diễn ra từ ngày 4 cho đến ngày 9 tháng 6 năm 2022 tại Đà Nẵng do công ty Informarus chủ trì với sự đồng hành tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và công ty cổ phần thương mại Yuan EBB Travel Retail. Diễn đàn với nhiều chương trình hoạt động kết nối ngành vận tải hàng không và mạng lưới bay tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây sẽ là cơ hội vàng để Đà Nẵng khôi phục ngành du lịch và phát triển các đường bay quốc tế, thu hút đầu tư và du lịch đến Đà Nẵng, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố trong giai đoạn bình thường mới. Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á Rus Asia 2022 là sự kiện phát triển đường bay duy nhất dành riêng cho khu vực, là nơi gặp gỡ trao đổi gần kết cộng đồng các doanh nghiệp, dịch vụ hàng không, du lịch của khu vực châu Á và thế giới. Việc Đà Nẵng Việt Nam được công bố là thành phố đăng cai chính thức diễn đàn, đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phục hồi trở lại của ngành hàng không và du lịch. Đây là tín hiệu vui cho Đà Nẵng sau thời gian dài ảnh hưởng bởi COVID-19. Đà Nẵng có tiềm năng trở thành một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, là trung tâm kinh tế đổi mới vận tải, tài chính và văn hóa trong thập kỷ tới. Diễn đàn có khoảng 450 đại biểu của hơn 200 đơn vị tổ chức quốc tế về hàng không từ khu vực châu Á, châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ và khách mời các bộ ngành đăng ký tham gia. Trong khuôn khổ diễn đàn có 19 hoạt động chính và phụ trợ. Cụ thể, công ty Informarus chủ trì 3 hoạt động chính và Đà Nẵng chủ trì 16 hoạt động. Trong đó, một số hoạt động hướng đến quảng bá giới thiệu hình ảnh và tiềm năng của thành phố Đà Nẵng về môi trường đầu tư, thương mại, hàng không, du lịch, logistics. Nổi bật là hoạt động diễn đàn Đà Nẵng điểm đến tiềm năng của châu Á. Đây sẽ là cơ hội vàng để Đà Nẵng quảng bá giới thiệu hình ảnh tiềm năng phát triển của thành phố, tạo tiền đề phục hồi và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế, thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, du lịch, tần suất trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa Đà Nẵng và các thành phố đối tác thuộc khu vực châu Á. Là thành phố chủ nhà đăng cai sự kiện và được đánh giá là thị trường mới nổi về hàng không và du lịch quốc tế tại khu vực châu Á. Với hệ thống cơ sở hạ tầng và chất lượng dịch vụ tốt nhất, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp nhất, chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công diễn đàn các đường bay châu Á 2022. Theo đó, công tác chuẩn bị cho diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022 đang được khẩn trương thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các sở ban ngành và sự chung tay đồng hành của doanh nghiệp để diễn đàn tạo dấu ấn thu hút đối với các nhà đầu tư quốc tế, tiếp tục khẳng định thành phố Đà Nẵng là điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á, là trung tâm phát triển hàng không, du lịch năng động của Việt Nam và khu vực.